Dạ, em Ngọc Tâm đã chia sẻ, xin kính chào và toàn thể quý anh chị có mặt trên kênh YouTube của Ngọc Tâm nha, cũng như toàn thể quý anh chị có mặt trên Facebook và Zalo. Thì hiện tại là Tâm đang có mặt tại cái vị trí đường là ấp Văn Hóa Lộc Trung nha quý anh chị, đường nhựa 6m, lộ giới là 9m ha, đó thuộc ấp Lộc Trung, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Thì cái phía trước mặt của quý anh chị đó là mình thẳng ra đường tỉnh lộ 85A luôn, thì vào độ tầm khoảng 30m thôi nha quý anh chị, đó nó rất là gần đường lớn luôn đó. Thì ở ra mình ra 85A rồi thì mình rẽ trái thì mình về trung tâm hành chánh của huyện Cần Giuộc, thì vào độ tầm khoảng 2 km ha. Còn mình về phải thì mình về tỉnh lộ 826 ngã tư Sài Đôi, thì vào độ tầm khoảng 3 đến 3,5 km nha quý anh chị. Đó thì hiện tại từ cái khu vực này mà Tâm đứng nè, mà về Sài Gòn thì vào độ tầm khoảng 12 đến 13 km từ cái khu vực mà quý anh chị đang sinh sống nha. Đó. Thì đây là khu vực đất mà Tâm muốn giới thiệu với quý anh chị ha. Thì hôm nay Tâm đứng tại cái vị trí này để Tâm giới thiệu cho quý anh chị là một sản phẩm đất thổ sổ riêng, và với diện tích tổng là 134m đất thổ sổ riêng. Đó. Và với diện tích thực tế là ngang 5m và dài là 26m nha quý anh chị. Thì hiện trạng là cái khu vực đất mình đã được chủ làm hàng rào kiên cố biển mưa rồi ha. Và do là chủ ở Sài Gòn lâu ngày về quá, cho nên nó là cỏ mọc lên hơi nhiều, cho nên là quý anh chị thông cảm về cái phần mà ấy giùm Tâm ha. Rồi trước khi đi vào để giới thiệu chi tiết về cái thửa đất này, thì Tâm sẽ quay một vòng cho quý anh chị xem là khu vực mình nó gần đường lớn và dân cư nhiều như thế nào ha. Thì cái phía bên đây là có rất là nhiều nhà nóc thái nè, còn ở ngoài mà cái nhà cao cao đó đó là đường tỉnh lộ 85A nha quý anh chị. Đó, khu vực bên đây thì nhà cửa cũng rất là nhiều, rất là đông đúc luôn. Đó, bên đây cũng cặp bên mình có nhà luôn. Và đất mình là nằm là hai mặt tiền nha quý anh chị. Thì thích hợp cho quý anh chị là mình xây nhà trọ hoặc là mình xây nhà ở cũng rất là ok. Đó, khu vực bên đây là một mặt tiền nè quý anh chị. Đây. Đây là một mặt tiền vào nhà dân ha. Thì mình có thể là mình về để mình mua đất xong mình xin nhà dân này để mình đi chung cái đoạn đường này. Đó, còn cái đoạn đường này là đường mặt tiền đất của mình. Đó. Rồi, bây giờ Tâm sẽ đi sâu vào để Tâm giới thiệu chi tiết về cái thửa đất này cho quý anh chị mình dễ hình dung hơn về lô đất của mình ha. Thì tổng diện tích của đất mình là 134m đất thổ sổ riêng. Và cái địa chỉ đất mình đây là ấp Lộc Trung, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha quý anh chị. Và với cái diện tích thực tế là ngang là 5m tính từ cái vị trí cột điện này. Thì hiện trạng là cái khu vực đất mình là cái đoạn đường ở chỗ này là hơi bị cong ha, cho nên là trên cái phần sổ là cái diện tích đất của mình, cái hình đất của mình là sẽ xéo theo đường luôn đó. Ngang năm là tính từ cái vị trí cột điện này qua tới cái vị trí hàng rào bên đây là 5m ha, và chạy dài xuống tới cái vị trí ở dưới luôn đó là 26m nha quý chị. Thì cái khu vực này á là hôm nay trời mưa chứ quý chị, cho nên là đất ở đây nó hơi ẩm ướt một tí, cho nên là Tâm không có vào được để Tâm giới thiệu sâu hơn ha. Để Tâm cố gắng Tâm đi vào đây để Tâm... Thì cái khu vực đất của mình á là được chủ mình xây ranh hết rồi nha quý chị. Đây đó, đây là cái ranh đất của mình là tới vị trí này thẳng xuống dưới luôn đó, là 26m, ngang 5 về 26. Và cái hướng đất của mình là hướng Tây Nam ha, và Tâm được chủ gửi bán với cái giá là 1 tỷ 750, còn bớt lọc nha quý anh chị. Đó. Thì so với cái mặt tiền đường này, thì với cái diện tích như thế này và cái giá như thế này thì vẫn còn là hợp lý so với anh em đầu tư ha. Đó. Thì ở trong cái khu vực mà đường mặt tiền đường Lộc Trung này thì 90 từ 96m đến 100m là đã có giá là 1 tỷ 4 rồi nha quý anh chị. Còn cái này khu vực đất mình rất là sáng luôn, tại vì cái khu vực đất mình nó chỉ cách cái đường tỉnh lộ 85A thì vào độ tầm khoảng 30m thôi. Thì sau clip này Tâm sẽ đi ra cái đường tỉnh lộ 85A cho quý anh chị xem ha, đi bộ luôn nha. Đó, thì do nó ẩm ướt quá cho nên là Tâm sẽ đi vào cái đoạn đường vào nhà dân để Tâm giới thiệu cho quý anh chị xem khu vực đất mình ha. Đây, thì xung quanh là được xây hàng rào kiên cố hết rồi, bên kia thì đã xây gạch lên ranh giới rõ ràng. Đất mình thì được san lấp cao, thì quý anh chị về nếu mình có xây nhà thì mình san lấp nhẹ thêm một ít cát nữa là ok quý anh chị. Đó, tới cái vị trí cọc dưới đây. Đó, tới cái vị trí cái ranh dưới đây ha. Thì cái hậu của mình á ngang ở trên mặt tiền á là 5m và cái hậu của mình là 5,5m nha quý anh chị. Nở hậu nha. Đó, ngang 5, dài là 26 và nở hậu là 5,5m nha. Đó, tới cái vị trí hàng rào biển mưa này luôn. Đó, quá đẹp luôn ha. Ở khu vực này thì gồm có 2-3 lô nha quý anh chị, và đã được chủ bán hết rồi, chuẩn bị triển khai để mình xây nhà ha. Còn khu vực này thì chỉ hiện tại là còn một lô đất và chủ đã gửi Tâm bán đây. Đó.
Rồi bây giờ Tâm xin nhắc lại về cái diện tích và về cái giá một lần nữa cho quý anh chị nghe nha. Thì tổng diện tích của đất mình là 134 m, và cái địa chỉ đất mình ở đây là ấp Lộc Trung, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An ha. Và với cái diện tích thực tế là ngang là 5 m tính từ cái vị trí cọc bên kia nha quý anh chị, cọc điện nè, đó qua tới vị trí cọc này là 5 m và chạy dài xuống tới vị trí hàng rào 70 cuối cùng dưới là 26 m, và cái hậu đất của mình là 5 m rưỡi nha quý anh chị, và hướng đất của mình là hướng tây nam, và Tâm được chủ gửi bán với cái giá là 1.750.000 còn bớt lọc nha. Đó, thì cái lô đất này mình có thể là mình về mình xây nhà trọ, mình xây nhà ở, hoặc là mình mở quán tạp hóa buôn bán cũng rất là ok, tại vì khu vực đất của mình nó gần rất là đường lớn luôn. Đó, từ vị trí này mà mình có thể mình nhìn ra ngoài kia thấy xe tải nó chạy ngoài đường tỉnh lộ 85A ha. Rồi, bây giờ Tâm sẽ đi ra ngoài đường tỉnh lộ 85A cho quý anh chị mình xem cái khu vực đất mình nó gần như thế nào nha. Thì Tâm sẽ đi bộ luôn. Đó. Cái đường Lộc Trung này là cái đường nối liền giữa đường tỉnh lộ 835A và đường Mỹ Lộc Phước Hậu nha quý anh chị. Đó, thì từ cái vị trí đất mình mà ra đường Mỹ Lộc Phước Hậu thì vào độ tầm khoảng 3 km nha. Đó, còn từ cái vị trí đất mình mà ra đường tỉnh lộ 835A thì vào độ tầm khoảng 30 m thôi, rất là gần. Đó, khu vực này thì nhà cửa rất là nhiều anh chị thấy không? Đó. Chỉ đi ra nhẹ cái thôi là mình đã ra tới được đường tỉnh lộ 85A nha quý chị, rất là gần luôn ha. Đất này thì thích hợp cho quý anh chị mình làm quán tạp hóa nè, để bán đồ rất là ok. Đây quý anh chị, đây là đường cộng đồng Lộc Trung ha. Đó. Còn ngoài này là đường tỉnh lộ 85A. Đây. Thì hiện tại là Tâm đang có tại đường tỉnh lộ 85A nha quý anh chị. Cái phía này hồi nãy như Tâm nói là tầm khoảng 300-400 m thôi là mình tới trung tâm hành chính của xã Mỹ Lộc ha. Đó, và mình chạy thẳng tầm khoảng 2 km thôi là mình ra trung tâm hành chính của huyện Cần Giuộc. Thì tới ngã tư Gia Bảo rồi thì mình rẽ trái thì mình về Tân Kim, Sài Gòn ha. Còn mình rẽ phải thì mình về trung tâm hành chính của huyện Cần Đước. Thì ở khu vực bên đây tầm khoảng 30 m là ở đây là có trường học trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu nha. Để Tâm room ra cho quý anh chị xem là nó gần trường học nè. Đó, bây giờ hiện tại là khu vực này là học sinh đang đi học về nè. Đó, bên đây là trường học. Còn cái phía ngược lại này quý anh chị. Đó, mình chạy lên ngã tư Sài Đôi. Tỉnh lộ 826 thì vào độ tầm khoảng 3 đến 3,5 km nha. Và khi mình lên ngã tư Sà Đôi rồi mình rẽ trái thì mình về trung tâm hành chính của huyện Đức thì vào độ tầm khoảng 5 đến 6 km. Còn mình rẽ phải thì mình đi theo tuyến đường tỉnh lộ 826 mình qua ra quốc lộ 1A ha. Đó, rất là gần luôn. Và đây là mấy chị nhìn lại cái đoạn đường vào đất của mình. Đó, đây là đường ấp Văn Hóa Lộc Trung nè. Đó, vào đất mình thì từ đây mình có thể là mình nhìn thẳng luôn là mình thấy cái lô đất của mình chẳng luôn nha quý chị. À. Rồi, bây giờ Tâm xin kết thúc clip tại đây nha. Quý anh chị xem video mà cảm thấy hay và hữu ích á, nhớ like và đăng ký kênh giúp Tâm chia sẻ một lượt. Còn quý anh chị xem mà cảm thấy thích cái lô đất này á thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại Tâm để góc trái màn hình. Và số điện thoại Tâm là 0937629679 hoặc xem dưới phần mô tả video Tâm luôn ha. Còn bây giờ thì Tâm xin chào và hẹn lại quý anh chị vào những video tiếp theo, mang đến cho quý anh chị những sản phẩm mới có giá trị bất ngờ để quý anh chị tham khảo và đầu tư luôn. Còn bây giờ thì Tâm xin chào và hẹn lại ạ.